tháng 3 năm nay. Và khi vừa chào đời Sony cao 1m8 rồi nhé. Sony đây, tôi nghĩ thật luôn. Và có một bạn đàn hiểu máy anh đi gần tôi chúng ta. Đây là không có nặng lắm đâu ạ, sừng này sừng rỗng. Và cấu trúc của sừng như là tổ ong có chứa mạch máu. Khoảng cách giữa hai đỉnh sừng từng được ghi nhận là lên tới 2m ạ. Cảm ơn trải xèo hết ạ. Cao của anh phải chết lên đây các bạn. Nó có cái mặt trời trên này nó cũng không phải là quá nhỏ. Nó không phải là cây luôn kìa. Và khi trưởng thành cân nặng tối đa lên tới là 2 tấn. Cùng với chiều cao dao động từ 4 tới 5 mét rưỡi có nghĩa là cao xe của bạn luôn nha. Bạn hôn cái cổ đang ngủ đấy á. Khi ngủ bạn ấy sẽ đứng yên, miệng không chai và mắt khép hờ. Và bạn ấy chỉ ngủ từ 5 cho đến 30 phút trong ngày thôi ạ. Cho nên là mắt của bạn khá là buồn đó nha. Khi là buồn ngủ. And when children standing still and not chewing when they are sleeping and their sleep period only lasts 5 to 14 minutes. Mắt buồn ấy. Và ngay phía bên trái xe là các bạn đứng góc trong á, là bạn hôn cái cổ lớn tuổi nhất ạ. Những cái lớn trên người bạn ấy sẽ thể hiện độ tuổi của bạn ấy phía bên trái ạ. Vâng, lớn càng đậm màu là càng cao tuổi nhé. On the left side, this is the oldest giraffe. You can know giraffe age through the spot on their body. The darker the spot, the older they are. Và các bạn này thường được cho ăn là lá mít, lá keo và lá dừa Nam Bộ ạ. Và khi cho ăn, anh nhân viên sẽ kéo lá cao lên nhé. Để lá thấp hoặc không ăn một hồi là rối loạn tiền đình ạ. Thấp thấp không ăn được nhỉ, không có được đâu. Và ngay phía bên trái xe, các bạn đang ngồi đó là bạn bò sừng dài châu Phi. Đó là bạn bò được cầu làng ạ. On the left side, that animal is called Watusi ox from Africa. Bạn bò được cầu làng này luôn đứng riêng với đàn của mình đó nhé. Và các bạn ngựa vàng đây thì cũng có biệt danh là các siêu mẫu phòng ba. Ở phía bên trái xe các bạn có bộ lông màu xám và cái vòng trắng trên lông là các bạn linh dương nước. Cái vòng trắng sau mông rất là quan trọng trong cuộc sống của bạn ấy, do là bạn ấy dùng cái vòng đó để kiếm người yêu ạ. Now on the right side, these are water birds. Bạn nào mà vòng cả và mắt của đây giác rất nhỏ ạ, chỉ nhìn được 10 mét thôi nhé. Khi mà chúng thứ 10 là sinh ra tại đây. Còn hai bạn kia là bạn Dần với bạn Cà Pháo ạ. The small rhinos on the left side is called Bessie. 10 rhinos was bred in Hoon Island. Còn cái bên phải xe đây là Linh Dương Công Quy ạ. On the right side is even the largest antelope in the world. Và các bạn Linh Dương Công Quy đây có sừng xoắn nhé. Bạn lực cho nó xoắn vào mặt cá một tí. Và cân nặng tối đa cái trưởng thành là 650kg. The full mature is even can weigh up to 650kg. Và các bạn ngựa vàng đây là loài ngựa vàng trồng cỏ ạ. Ngựa vàng màu vàng rất đẹp. And these zebras walk across on zebras. And that's right, zebras just like the green. Và chúng ta hãy chú ý những cái họa tiết của các bạn ngựa vàng này nhé. Là những cái vân tay của mình này đó ạ. Và mỗi bạn một thẻ luôn. Hai loại khác nhau với nhau nhé. Và khu vực này chúng ta có thể thấy là hơi khô cằn một tí nhé. Cho là các bạn động vật đây cùng gốc ở châu Phi ạ. Cho nên là Vibo Serena đang cố tái tạo lại môi trường sống tự nhiên của bạn ấy. So this area is a bit dry because these animals are from Africa. So we are trying to migrate their natural environment. Và chúng ta hãy chú ý vào một bạn tôi giác phía bên phải xem chúng em ạ. Và bạn này có thể dính có dính bùn trên da, 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 dính bù
Hey, ô. Ôi trời ơi, ngủ phơi luôn kìa trời ơi. Trời ơi. Dừng ngay chút xíu bác sĩ bác tài ơi. Và cái bạn này á thì mới 4 tuổi thôi này nhá, mới 4 tuổi thôi. 4 tuổi mà coi như vậy rồi, do là ở ngoài tự nhiên mà chỉ sống được 14 năm thôi à. Nhưng mà trong môi trường này thì là 20 năm. Là các bạn sư tử đây thì tối qua đánh lô tô và cũng hơi trễ nên bây giờ mình ngủ. Còn các bạn phía bên phải xem thì 8 tuổi rồi nhá, bạn này trưởng thành hơn và có cơ thể to lớn hơn rồi. The line is on the right side, they are 8 years old and fully mature. So they are bigger. Ông do là trưởng thành rồi cho nên bạn có bộ lông được hơn, cơ thể to lớn hơn và cơ bắp hoàn thiện hơn. Phơi luôn hết rồi. Đây là vua của vùng đồng bằng Sa Lan nhé. Chứ không là chú sẽ làm sao. Chú đây sẽ làm. Cái xe rất là gần nha. Đây là bò béo nha. Bạn béo nha. Nhớ nhà với tôi đi. Và các bạn phía bên trái xe đây. Ngộ mía ha. Ngộ mía nè. I'm going to eat. Và do là loài động vật ăn tạp, khẩu phần ăn mỗi ngày của bạn ấy bao gồm là cơm trắng, thịt luộc và tráng miệng bằng trái cây tươi mùi nhé. Còn thế? Và chưa hết các bạn thì bao gồm một cặp được cho uống nước dừa và ăn một cặp nữa cái điều kia ở mức đông ạ. Không phải đi chân ngồi. Và các bạn có bộ lông chấm đen hai màu, đây là loài lương duyên đen Ấn Độ. Các bạn có những chấm trắng trên cơ thể đen là ngay ngay sau mũi sao ạ. Còn các bạn có thân hình to lớn và bộ lông màu nâu xám là các bạn ai Samba. Và ở loài lương duyên đen Ấn Độ đây, các bạn phải chạy với tốc độ là 80 km/h ạ. Còn ngay phía bên trái xe đây là bạn Nai Cà Tông và Mộc Sơn là Cán Cung nhé. On the left side now with the phone there thì Engineer for Titan. Wow, cái phía bên phải xem hết ạ. Và các bạn vô sau đây có ai nhảy lên độ cao 1m7 khi bị tấn công nhé. Còn các bạn lên như đang ở độ thì bạn cái mà con lông của lông là bạn trắng là những người ạ. And on the right side is our black bird, but youngster and female will have yellow and white fur. And secondly can jump up to 1.7 meters when being in contact. Và các bạn Nai Samba là loài nai to lớn nhất trong khu vực đầu tiên ạ. Và cái trưởng thành cân nặng tối đa lên tới là 350 kg nhé. Và sừng của bạn rất là khỏe, đối với một sự thử luôn. Somebody is the biggest in this area. And the maximum weight is 360 kg. And the armor is very strong. If you want to fight tiger and lion. Và với các bạn Huna phía bên trái xe đây đang thưởng thức món bút chân lá nè. Qua tạm biệt các bạn Hurra trong khu vực đầu tiên, chúng ta tiến vào vùng đất tiếp theo, ngôi nhà của thú ăn thịt. Thú ăn thịt. The next area belongs to dangerous predator. Và cái chiếc cổng trước mặt xe chúng ta đây được gọi là lớp hàng rào, hàng rào hay lớp bảo vệ nhé. Với chiếc hàng rào đây có hai cánh cửa với cơ chế là một đóng một mở ạ. Khi cánh cửa đằng kia đóng chặt rồi, cánh cửa trước mặt chúng ta mới mở ra nhé. This is called two layer door protection. Put an option one up and one close. Khu vực tiếp theo chúng ta tham quan đây là ngôi nhà của chúa tể sơn lâm, các bạn hổ ạ. Các loài hổ của chúng ta khi bị tham quan là có loài hổ Benga, hổ lớn thứ hai trên thế giới ạ. Và phân bố chủ yếu ở khu vực Ấn Độ, Nepal và Bangladesh. The next area belongs to Bengal tiger, the second largest. So, let's see a tiger in the world.
and they are in tigers, and they will appear very randomly on both sides. Và khu vực cá trời đây thì có tổng cộng là 8 cá thể hổ, 5 bạn cái và 3 bạn đực. Có đặc tính sống là sống đơn độc và thích lẩn trốn, cho nên bạn sẽ xuất hiện vô cùng ngẫu nhiên hai bên xe. Và khi mà chúng ta tiến vào khu vực này, chúng ta nhìn hai bên xe nhé, và phải nhìn thật kỹ mới nhìn ra đấy ạ. Rồi là cái lớp ngụy trang của bạn khá là tốt. Và khi mà chúng ta phát hiện được bạn ổ rồi, chúng ta hãy thông báo cho mọi người xung quanh để họ cùng quan sát bạn ổ đó nhé. Và trò chơi tìm hộ chúng ta xin phép bắt đầu. Wow, hổ nha, cọp nha, kiếm một hổ là vay. Chưa thấy con hổ nào hết nha, con hổ cái bên này. Không có ok hết rồi, chạy xe. On the left side of the bus. Đó, con hổ đang nằm, một bạn hổ cái đang nằm ngủ thôi ạ. Đây, con hổ đeo. Đây, hổ kia, nó nằm ở trong rừng nhà con hổ. Đấy, kia, con hổ kia. Đúng rồi. Và chúng ta nhìn vào phần thịt đùi, phần lông đùi của ấy á, bạn hổ cái trong đùi sẽ nhạt màu hơn so với hổ đực ạ. So you can look to the fur on the behind legs. It's brighter compared to male tiger. So that's the female tiger. Và cái bạn hổ này cũng khá là siêng năng, là dành cho mình 20 tiếng để mà nghỉ ngơi nhá, 4 tiếng mà đi săn. Và 4 tiếng trong đây thì các bạn này không dùng để săn mà dùng để đánh lô tô, cho nên là bây giờ thì ngủ hết rồi. Kìa, trong không có kìa. Đúng cái xe nhanh kìa. Vâng, biết rồi, xe kìa. On the right side. Ờ, mức tương đương. Ở đây là bạn hổ cái khác ạ. Hai con chỗ này, hai con liền. Đi rồi. Phải bắt hai con. 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 Và tạm biệt cái bạn hổ, chúng ta tiến vào vùng đất của các bạn gấu ạ. Đây là hổ đeo châu Á nhé. Em biết bên đó sẽ là gì? This animal is so cool. Gấu trời. Và cái bạn đang sâu sâu trong cái đường dây là bạn lớn nhất trong khu vực này nha. Bạn nặng nhất, bạn nó tên là bò béo. Bò béo. Và hầu hết các bạn gấu trong khu vực này đều được tên là bo ạ. Và khi là kêu bo, các bạn sẽ phải nhìn chúng ta một tí đi nhá. Cảm ơn tất cả những bạn đồng hành hôm nay chúng ta. Những thông điệp rất là ý nghĩa là nên con nhớ em chưa biết con cùng với các chủ đề chương trình. Gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khách. Chúc quý khách có một ngày sức khỏe và có một chuyến tham quan thật tuyệt vời tại Vinpearl Safari. Xin chào và hẹn gặp lại.